Em lên sóng tiếp cho quý vị một con công suất Panasonic nhá. Đấy, con này có mã là PM710SD. Đấy, đây có bác nào thiện chí chốt thì ghi cái mã cho em nhá. Đây ghi luôn cái mã này lại nhá. Đấy. Đây cái mã đây. PM710SD. Đấy, các bác ghi lại cái mã nhá. Để gọi điện báo cho em để em biết được cái sản phẩm nào. Đấy. Con này nhá. Hàng về thì đấy cũng vừa về thôi. Em bỏ ra em thử, em cắm điện thử thì thử đây thì thấy công suất nó không lên nhá. Đấy, công suất nó không lên, không biết là nó có trục trặc gì không. Đấy, thì về các bác biết kiểm tra thì tự kiểm tra nhá. Đấy. Còn bên em chỉ bán đây là bán cho quý vị chức năng CD nhưng không bảo hành nhá. Đấy, quý vị về nghe và nghe chơi nhá. Đấy, về trưng bày và nghe chơi cho nó đây. Đấy, cái cách mà CD cái cách mà lấy tín hiệu ra rất đơn giản đây. Ở đây nó có một cái đường phone ra này. Đấy thì quý vị lấy một cái jack 3.5. Đó. 3.5 ở đầu, đầu còn lại là jack AV. Đây jack AV đây nhá. Đấy thì quý vị cắm vào tín hiệu đầu vào. Đấy. Ở đây thì em đang thử một con âm ni ở đây là con Pioneer. Đấy thì em lấy đầu in vào và đầu out ra là đầu đây nhá, đây đầu phone này. Đây, đầu phone đây. Đấy. Quý vị cắm được chưa em? Đấy. Lấy tín hiệu ra này và đưa tín hiệu vào âm ni đây qua jack AV. Đó. Ok. Đấy. Đây, quý vị có thể chỉnh ở đây cũng được này. Đấy. Đó. Quá chất đông quý vị. Đấy. Bác nào mà ở nhà có công suất mà CD có trục trặc nhá. Đấy, nhấc ngay cục này về nhá. Đấy, về nghe chạy CD. Ok, giá cục này nhá. Em thanh lý cho quý vị là bán cho nó vui thôi. Đó, là giá là 350 nhá. Đấy, 350. Đấy, CD vẫn chạy ok. Đấy, còn bác nào mà biết kỹ thuật thì về kiểm tra lại xem cái công suất nhá. Bên em hàng nó cũng vừa về và em test luôn cho quý vị thôi. Đấy, bán nhanh cho nó rút gọn nhá. Ok, giá 350 nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ luôn cho em qua số điện thoại là 0966 594581 quý vị nhá. Địa chỉ là 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội quý vị nhá. Con này có tới cả 5 khay CD luôn quý vị này. Đấy, 5 khay CD này. Hiển thị rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn quý vị nhá. Đấy. To nhỏ âm đi này cũng đều được hết. Ok. Bao ở đấy thì liên hệ luôn cho em nhá. Em xin phép kết thúc video tại đây. Em hẹn gặp lại quý vị tại video tiếp theo bên em nhá.